trường Quốc học Huế. Đây là trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học Huế, một trong những di tích nằm trong hệ thống di tích và điểm di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình người ở Thừa Thiên Huế. Ngôi trường là nơi chứng kiến những tháng năm miệt mài học tập và hoạt động sôi nổi của người trong phong trào yêu nước đầu thế kỷ thứ 20. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, trường Quốc học xưa ngày nay trở thành trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học Huế, vẫn là nơi hun đúc bồi dưỡng nhân tài cho đất nước và lưu giữ trong mình truyền thống và nhiệt huyết của những thiên tài cách mạng. Trường Quốc học được thành lập theo dụ ngày 17 tháng 9 năm Thành Thái thứ 8 khoảng năm 1896 của Phủ Toàn quyền Đông Dương. Đây là trường Pháp Việt chính hiếu của toàn xứ Đông Dương. Tháng 5 năm 1906, ông Nguyễn Sinh Sắc vào kinh đô Huế nhận chức thừa biện bộ lễ. Nguyễn Tất Thành cùng anh trai là Nguyễn Tất Đạt theo cha vào Huế sinh sống và học tập. Được cha đưa vào học trường tiểu học Pháp Việt Đông Ba. Nguyễn Tất Thành thông minh, ham học và học giỏi, là học sinh xuất sắc của trường kỳ thi Freimea 1908. Nguyễn Tất Thành là một trong 10 học sinh giỏi nhất trường tiểu học Pháp Việt Đông Ba, thi vượt cấp vào học lớp đệ nhị liên trung học của trường Quốc học liên khóa 1908-1909. Vào học ở trường Quốc học, Nguyễn Tất Thành có điều kiện tiếp thu nền văn minh phương Tây sâu sắc hơn, nhưng anh cũng hiểu rõ hơn bản chất khai hóa mị dân của khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái mà thực dân Pháp đang giao giảng. Những năm đầu thế kỷ 20, phong trào yêu nước do các cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Lương Văn Can v.v. khởi xướng đã tác động rất lớn đến nhận thức của Nguyễn Tất Thành. Anh đã tham gia làm liên lạc cho các tổ chức yêu nước và vận động bạn cùng lớp ủng hộ các phong trào yêu nước. Đây là những hoạt động đánh dấu bước khởi đầu cho sự nghiệp đấu tranh yêu nước của Nguyễn Tất Thành. Để từ đó anh quyết định tạm biệt mái trường Quốc học, đi dần vào miền Nam, ra nước ngoài tìm đường cứu nước. Năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, nước nhà độc lập thống nhất. Trường Trung học Phổ thông Quốc học thật sự trở thành ngôi trường xã hội chủ nghĩa, nơi thu hút và đào tạo học sinh năng khiếu của Thừa Thiên Huế, góp phần đào tạo nhân tài cho đất nước. Năm 1990, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để tưởng nhớ đến người học trò xuất sắc của trường, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế cùng với trường Quốc học đã xây dựng tượng anh Nguyễn Tất Thành ở ngay vị trí trung tâm của trường. Trường Quốc học tự hào đã góp phần bồi đắp lên một nhân cách lớn, một bản lĩnh lớn, một lãnh tụ thiên tài cho dân tộc, đó là Hồ Chí Minh.